Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Tết Trần TV. Các bạn thân mến, mình đang có mặt trong buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam. Buổi tập ngày hôm nay có rất nhiều điều đáng chú ý, đặc biệt là có sự góp mặt của cầu thủ Thanh Bình, người đã có thể là nhận được rất nhiều những sự chỉ trích, đặc biệt là lên truyền thông rất nhiều sau trận thua giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem buổi tập này trên kênh Hậu Trường Bóng Đá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đầu cầu Oman của Tuyền Văn Hóa đưa tin từ Oman. Xin gửi lời cảm ơn đến phóng viên Tết Trần ở đầu cầu Dubai. Hiện tại thì tôi có mặt ở Oman. Xin chào các quý vị khán giả của Tết Trần TV. Đây là buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam trên đất Oman. Và như mọi người đều đã nắm được, chúng ta thay đổi sân tập vì sân tập cũ không đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả của các buổi tập. Và hãy cùng theo dõi toàn cảnh buổi tập thứ 2 của đội tuyển Oman trên một sân tập hoàn toàn mới, cách khách sạn đội tuyển 27 km, thưa quý vị và các bạn. Ngày hôm nay các cầu thủ của chúng ta sẽ phải di chuyển một quãng đường rất xa, gần 30 km, và đây là khung cảnh xung quanh sân bóng mới của chúng ta. Sân bóng này thực ra là tìm trên bản đồ còn không có tên các bạn ạ. Đó, bên xung quanh thì nó toàn là đường xá cao tốc và không có một cái tòa nhà nào mang tính chất cư dân ở đây cả. Không có những tòa nhà chọc trời ở đây. Chính vì thế đây cũng là một cái điểm mà thầy Park, ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam thực sự rất là thích. Chủ yếu là những người đến đây, các bạn thấy là rất nhiều ô tô đỗ là để tập luyện, là để chuẩn bị cho những cái trận bóng cũng như là những cái buổi tập của mình. Mặt sân ở đây thì thực tế mà nói thì nó chỉ nhỉnh hơn so với mặt sân đầu tiên mà chúng ta tập luyện tại Oman một chút thôi. Bởi vì đây là một cái mặt sân mà không bị ngập úng. Cái mặt sân mà hôm qua chúng ta tập luyện vào ngày 9 tháng 10 khi mà chúng ta có mặt tại Oman là một mặt sân bản chất lúc đầu là tương đối tốt. Tuy nhiên là ảnh hưởng bởi đợt lũ, đợt bão cho nên là cái mặt sân đó đã bị ngập và cỏ chết rất nhiều các bạn thấy. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta đã phải thuê một sân tập mới cách xa nơi ở của đội tuyển Việt Nam chúng ta gần 30 km. Dẫu sao đây cũng là một cái sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ hậu cần của phía đội tuyển Việt Nam, đó chính là anh Đoàn Anh Tuấn. Các bạn nhớ cái tên của anh. Anh đã rất là cố gắng cùng với cả ekip đi tìm một cái sân tập như này. Và khi nói chung là các bạn phải hiểu là ở Oman thì mọi thứ nó không phải đầy đủ, không phải sẵn có như đất nước mà chúng ta từng đến là Dubai, thành phố chúng ta từng đến là Dubai hay là đất nước UAE, rồi là cả Ả Rập Xê Út nữa, mà đây là nơi mà rất hiếm để có thể tìm được một sân tập, thậm chí ở trên bản đồ thì còn không có tên nữa. Xung quanh cũng toàn là xe cộ, các bạn có thể nhìn thấy. Tuy nhiên là đây cũng là một cái điều kiện cũng khá là tốt rồi. Có những dụng cụ để tập luyện chúng ta mang sẵn đi, cộng với đó một mặt sân tốt, có đầy đủ khung thành, kẻ vạch vôi, đủ điều kiện để chúng ta thực hiện một cái buổi tập. Thời điểm mà các bạn đang theo dõi là thời điểm mà các những cái người đang tập luyện tại đây là những người đang học cái bằng trợ lý, trợ lý huấn luyện viên đang tập ở đây. Và họ đang, khi mà đội tuyển chúng ta chưa đến thì họ vẫn còn đang chưa tập xong cơ. Đó cũng là một cái điều mà nói chung là chúng ta đi làm khách cho nên là chúng ta phải chấp nhận mọi cái gọi là sự không được hài lòng cho lắm về những sự chuẩn bị như thế này. Và có những cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Bản thân thầy Park cũng đã từng rất bực mình với rất nhiều nơi mà không đạt được những cái kế hoạch về sự di chuyển, về thời gian, về kể cả về đồ ăn thức uống hay là về rất nhiều thứ khác nữa. Những trường hợp bất khả kháng theo kiểu khí hậu thì chúng ta phải chấp nhận, nhưng những trường hợp mà chúng ta có thể sắp xếp được, có thể chuẩn bị được thì chắc chắn là chúng ta có lý do để không hài lòng. Những người gọi là những người tham dự cái sự kiện trận bóng ở đây cũng đang trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau về cái việc là đội bóng vẫn chưa kết thúc cái trận đấu và đội tuyển thì cũng sắp đến rồi. Các bạn thấy là như thế. Ở đây người dân Oman thì có một cái chi tiết mà mình thấy là họ cũng rất là lành. Họ sống rất là chậm. Mọi cái điều kiện họ trao cho chúng ta là một cái điều kiện là rất cố gắng ở phía họ rồi. Còn thực tế là họ sinh hoạt trong một cái phong cách khá là chậm rãi của những người dân sống ở đây. Đây cũng là một điều mà nó thường xuyên diễn ra rồi. Chính vì thế mà chúng ta không cách nào khác là phải chấp nhận cả. Giống như Oman một ngày nào đấy sẽ đến với Mỹ Đình thì họ sẽ phải chấp nhận những điều kiện như của tại Việt Nam. Một khi đã đi làm khách thì chúng ta phải chấp nhận thôi.
các bạn thấy đây là một đội bóng không chuyên khi họ phần lớn là những anh chàng bụng phệ và họ đang tập cái bằng trợ lý, họ đang phải bê những cái khung thành khi họ đã sắp ra xong đá bóng xong thì họ sẽ phải cất gọn lại để cái buổi tập mà chúng ta chuẩn bị được diễn ra. Quản lý sân đây nhá, đây quản lý sân. Và lúc này thì có một người cũng đang đi vào cái mặt sân. Và theo cái bước chân của anh chàng này thì các bạn thấy là cái mặt sân này thực tế là cũng không đến nỗi tệ đâu, khá là êm ái đấy. Anh ta đang đi để dẫm lại những cái nơi cỏ bị xới lên. Thi đấu ở mặt sân cỏ tự nhiên như này nó khác sân cỏ nhân tạo ở cái điểm là cái mặt cỏ nó khá là êm, nó không bị cứng. Và đây cũng là cái điều kiện quen thuộc của những cái bóng đá, gọi là những cái nơi tập luyện chuyên nghiệp dành cho các đội bóng. Tại bóng đá sân 11 thì các bạn thấy là thường thường đá sân cỏ tự nhiên chứ không ai người ta đá sân cỏ nhân tạo cả, ít lắm. Đó là một cái điều kiện quen thuộc và nó khiến cho cái đôi chân của các cầu thủ không bị đau đầu gối hay đau các cái cơ khớp. Rồi, đội tuyển lúc này đã đến rồi. Mỗi lần di chuyển thì đội đều phải thuê những chiếc xe khác nhau. Các bạn thấy lần này thì đội còn phải thuê chiếc xe con nữa. Và đội di chuyển bằng cổng chính đi vào từ cái hầm, đường hầm rất là khác biệt. Tấn Trường là người bước ra đầu tiên. Chúng ta sẽ có một buổi tập này và sau đó ngày 11 tháng 10 chúng ta sẽ có một buổi làm quen sân, sân đấu của chúng ta, sân Qabus Sportcom Select, một sân bóng mà đã có ký ức với bóng đá Việt Nam khi chúng ta đã thi đấu tại đây. Rồi, các bạn thấy lúc này thì các cầu thủ hôm nay sẽ bước ra tập với một màu áo màu tím. Văn Thanh, Tuấn Anh, Hà Đức Chinh, Quang Hải, Văn Toàn, tất cả các cầu thủ chúng ta đang bước ra rồi. Hôm nay thì cái đội bóng kia vẫn còn chưa rời đi. Đội bóng của chúng ta thay đồ ngay ở trên khu vực khán đài luôn. Khá là bỡ ngỡ. Khá là bỡ ngỡ anh em ạ. Qua đây thì cũng xin được cảm ơn nhà tài trợ thuốc dạ dày chữ Y, Jun Mangel. Các bạn nào có vấn đề về dạ dày thì cứ sử dụng loại thuốc dạ dày này, rất là tốt. Và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và đây là thầy Park. Ồ, mình đều quan sát là thầy Park đang mang đôi tất của các tuyển thủ. Hôm đầu tiên đến với Oman thì thầy Park có đọc một cái hình ảnh, đó là xin trợ lý xịt rất nhiều những cái thuốc diệt côn trùng, chống côn trùng thì đúng hơn, vào đôi chân của mình. Và hôm nay thì có lẽ là thầy đã quyết định mang đôi tất trông khá giống với một cầu thủ các bạn, để di chuyển buổi tập. Thầy Park cầu nguyện rồi. Lâu lắm rồi mình thấy thầy Park cầu nguyện. Đây là một cái sân tập có thể nói là tương đối mới mẻ. Và trước một cái trận đấu quan trọng với Oman, thầy Park cầu nguyện. Thực tế là thầy Park thường xuyên làm điều này với rất nhiều những cái buổi tập đầu tiên trên các cái sân mới như thế này. Đó là một chi tiết quen thuộc thôi, nhưng mà lâu lắm rồi mình mới có thể quan sát và quay được hình ảnh mà thầy Park cầu nguyện. Có một anh chàng người Oman đang chụp ảnh selfie với các tuyển thủ của chúng ta. Có lẽ là anh chàng đang làm công tác ở sân bãi. Sân này còn không có tên nữa các bạn. Đấy, còn đang đứng rất gần để chụp ảnh. Các bạn thấy không ạ? Khi mà đến sân khách thì chúng ta phải chấp nhận cả những hình ảnh như thế này nữa. Anh chàng quản lý sân làm công tác gọi là ở sân chụp ảnh và đứng ở đó tháo cả khẩu trang ra luôn. Đang quay quả toàn sân nữa. Tình hình này thì chắc chắn là tí nữa thầy Park sẽ yêu cầu người làm truyền thông của bóng đá Việt Nam sẽ can thiệp thôi. Anh chàng này đang đứng ở đây. Oman thì các bạn thấy là có một cái mũ khá là thú vị đúng không ạ? Đội một cái mũ khá là khác biệt và riêng biệt. Các cầu thủ cũng đang để ý anh chàng này rồi. Chắc chắn là mấy anh chàng này sẽ khiến cho các... Vâng, các anh chàng này còn khiến cho các cầu thủ cười vui nữa. Khá là thú vị. Họ đang có thể là trao đổi chiêu thức nào đó. Các cầu thủ đang mặc những chiếc áo đo chỉ số, những chiếc áo để gắn những cái thiết bị đo những chỉ số. Từ khi mà chúng ta có những chiếc áo như này thì ngay cả đến thi đấu chúng ta cũng mặc các bạn nhé. Không chỉ tập luyện đâu mà đến thi đấu chúng ta cũng mặc để đo các chỉ số các cầu thủ, xem các cầu thủ tập luyện thi đấu như thế nào. Đó. Rồi. Hôm nay thì thầy Park cũng như các cầu thủ sẵn sàng bước vào sân tập rồi. Ngày hôm nay thì Hồ Tấn Tài sẽ trả lời phỏng vấn. Các bạn sẽ được xem cái buổi trả lời phỏng vấn của Hồ Tấn Tài ở cuối buổi tập
này. Cách đây 18 năm thì đội tuyển của chúng ta đã gặp Oman, và theo những chia sẻ của cựu tuyển thủ Vũ Như Thành, người đã góp mặt trong trận đấu đó với mình, thì anh Thành cũng đã nói là Oman là một cái đội bóng mà có lối chơi tập thể rất là tốt, gắn kết. Họ biết được là họ không có những cá nhân nổi tiếng, nhưng mà họ có một lối chơi rất là kỷ luật và gắn kết. Họ kỹ thuật nữa. Chính vì thế mà đây là một đối thủ khá là mạnh và không phải là vừa tầm như nhiều người nói. Bên cạnh đó các bạn thấy là Oman đã từng thắng Nhật Bản, một đội bóng cũng rất là nhiều tên tuổi và nổi tiếng, thì chắc chắn Oman không phải là một đội bóng dễ chơi được. Ta cần phải biết được điều đó. Như vậy hôm nay các cầu thủ tiếp tục đổ số áo. Sát buổi tập rồi, chúng ta đã có những chuẩn bị quen thuộc. Các cầu thủ đổ số áo. Và các bạn hãy tự quan sát các bạn nhé. Mình sẽ không nói quá nhiều về việc đổ số áo này nữa. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ có ít phút tác nghiệp thôi. Và đương nhiên với một cái buổi tập mà cận kề những ngày thi đấu như thế này, thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái buổi tập chiến thuật để hoàn thiện những cái miếng đánh của chúng ta. Các bạn thấy là lúc này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta có một cái miếng đánh mình thấy khá lợi hại, đó là những pha đá phạt góc hay là những tình huống cố định. Với đội tuyển của chúng ta thì đương nhiên là phải tận dụng những tình huống như thế, vì rất khó để có thể xâm nhập được vào cái khung thành của những cái đội bóng mạnh khi mà chúng ta gặp những cái đội bóng đẳng cấp. Chính vì thế mà chúng ta phải kiếm những pha đá phạt, kể cả phạt góc, tình huống phạt cố định ở khu vực gần 16m50. Các bạn thấy là chúng ta đã ghi được rất nhiều những bàn thắng từ những quả đá phạt rồi. Hôm gặp Trung Quốc thì thực tế là Quang Hải cũng đã có một pha sút bóng. Thực ra là đá phạt thì đúng hơn, ở khu vực check về hành lang cánh phải, sau đó là Hải có đá bóng một quả đá bóng sệt và xiết lòng chân trái sệt, sau đó là bóng đi cực kỳ nguy hiểm, cầu thủ của Trung Quốc phá bóng suýt nữa thì bóng đã bay vào lưới. Và đó là một trong những tình huống mà mình nghĩ rằng đã được tập luyện rất là nhiều từ phía Quang Hải. Lâu lắm rồi mình mới thấy đội tuyển của chúng ta mặc một bộ quần áo màu tím để tập luyện như thế này. Có nhiều chuyên gia, có nhiều người nổi tiếng cho rằng là đội tuyển của chúng ta cần phải thay đổi cái lối chơi và cần phải có những cái chỉ trích để tạo ra sự phản biện, để đóng góp cho cái sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên là chúng ta cũng chờ đợi xem là cái cách làm của huấn luyện viên Park Hang-seo như thế nào. Lúc này thì mình cũng chưa mạnh dạn bình luận hay đưa ra đánh giá gì cả, bởi vì chúng ta vẫn đang trong một chiến dịch như thế này. Và thường thường thì mình hay đưa ra quan điểm của mình sau khi kết thúc một cái chiến dịch, chúng ta nhìn lại thì rõ ràng hơn. Dẫu sao thì đây cũng là một cái sự nỗ lực của đội tuyển Việt Nam khi mà có mặt tại vòng loại thứ 3, vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Đây là kỳ tích mà chúng ta đã lần đầu tiên làm được. Và dù có để lại những cái trận đấu không thành công về mặt kết quả, nhưng cũng sẽ thu lại được rất nhiều những cái bài học kinh nghiệm từ cho huấn luyện viên cũng như là cho các cầu thủ nữa. Theo thông tin mình nắm được thì bên phía Oman họ đã mất đi một tiền vệ có thể nói là rất nổi tiếng của họ, và anh chàng này đã gặp một chấn thương. Chính vì thế đây có thể coi là một lợi thế của chúng ta. Hôm trước thì Quế Hoài có gặp một vấn đề liên quan đến chấn thương, nhưng mà hôm nay thì theo quan sát của mình thì Quế Hoài đã tập luyện một cách bình thường rồi. Cổ chân của Quế Hoài hôm trước thì chỉ tiếp đất nó không được tốt cho lắm, chính vì thế mà hơi đau một chút thôi, nhưng bây giờ thì không sao cả, những tổn thương không đáng kể, và Hải Quế hoàn toàn có thể thi đấu chính trong trận đấu gặp Oman. Bên phía họ thì có sự thiệt thòi về mặt quân số khi không có được sự góp mặt của cầu thủ tiền vệ trung tâm nổi tiếng. Tuy nhiên là với chúng ta cũng phải rất cẩn trọng với các cầu thủ còn lại. Nếu mà đối đầu về mặt tiền vệ thì chúng ta bây giờ đang cũng có nhiều gương mặt sáng giá, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải đều là những cầu thủ rất hay, và chúng ta cũng đã tạo ra một cái hàng tiền vệ khiến cho Trung Quốc thực sự là phải lo lắng. Hy vọng rằng là những cầu thủ này tiếp tục tạo nên dấu ấn. Mình cảm thấy là Hoàng Đức thì càng chơi càng tiến bộ, và đây chắc chắn sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ này còn rất trẻ,
năm nay mới sinh năm 1998. Chính vì thế mà vẫn còn nhiều cơ hội, vẫn còn nhiều những giải đấu đang chờ đợi Hoàng Đức ở phía trước. Tại SEA Games tổ chức tại Philippines thì Hoàng Đức cũng đã để lại một dấu ấn rất đậm nét trong cái đội ngũ cầu thủ thi đấu chính thức. Là một cầu thủ kiểm soát tuyến giữa cực tốt và thường xuyên tung ra những đường truyền hiểm hóc, những cú dứt điểm. Mình còn nhớ là Hoàng Đức đã tung ra một cú dứt điểm rất hay từ ngoài vòng cấm ở trong tại SEA Games tổ chức tại Philippines. Ngoài ra thì Hoàng Đức cũng có những cái cách truyền bóng và cách đi bóng rất hay, rất hiện đại. Hy vọng là Hoàng Đức cùng phối hợp với Tuấn Anh, với Quang Hải nữa sẽ tạo ra một hàng tiền vệ hay. Này thì mình thấy là thầy Lee và thầy Park đang trao đổi khá lâu với nhau ở trên sân. Sau khi quan sát sơ đồ hay là một cái mảng biếng chiến thuật nào đó được vẽ lên những trang giấy, chúng ta sẽ chỉ được tác nghiệp ở những khoảng thời gian khởi động thôi. Còn khi bước vào tập chiến thuật hay là tập những cái mảng miếng thì chúng ta sẽ dừng lại. Thầy Park rất tỉ mỉ đang tâm sự với thầy Lee một điều gì đó. Như chúng ta đã biết thì thầy Park thì chủ yếu là lo về những cái vấn đề liên quan đến tinh thần và làm tâm lý cầu thủ và bao quát tất cả mọi thứ. Còn thầy Lee thì tập trung vào nghiên cứu chuyên môn và đưa ra những giáo án tập luyện, bàn bạc với thầy Park. Đây là hai người bạn rất thân và họ đã cùng nhau gặt hái được khá nhiều thành công. Lúc này toàn đội đang thể hiện bài tưng bóng các bạn. Tưng bóng thôi. Cảm giác bóng là điều quan trọng và bài tưng bóng này giúp cho cảm giác bóng tốt để trước khi bước vào những cái bài tập khó hơn. Trong trận đấu vừa rồi thì Văn Toàn cũng đã được vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên là mình thấy là Văn Toàn cũng đã để lại những cái dấu ấn của mình bằng những pha bứt tốc. Tuy nhiên là đối thủ Trung Quốc thì thực ra trong những phút mà khi mà Công Phượng, Văn Toàn hay là Hồ Tuấn Tài vào sân thì mình thấy là các cầu thủ Trung Quốc cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Hy vọng là trận đấu tới thì sẽ có những cái cách chơi, sẽ có những cái sơ đồ hay là những cái mảng miếng nó giúp cho chúng ta có được những thành công. Không, mình nghĩ rằng không loại trừ khả năng là Xuân Trường, xin lỗi các bạn, là Tấn Trường vẫn sẽ là thủ môn chính thức của chúng ta trận đấu tới mà thôi. Với một cái vị trí quan trọng thì như thủ môn thì cũng không nên thay đổi quá nhiều. Tấn Trường trong trận đấu vừa rồi cũng đã không mắc ra những sai sót nào cả, những sai sót nào quá lớn cả. Chỉ là họ chơi hay hơn chúng ta ở vài khoảnh khắc. Còn lại thì thủ môn của chúng ta thi đấu trong trận đấu vừa rồi khá tốt. Như vậy là không đủ cặp cho nên là Xuân Trường phải tập luyện cùng trợ lý huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội, Park Chung Kyu. Lại thì các cầu thủ khác đá cặp tập luyện với nhau. Những bài tập mà cho thấy một dấu hiệu hôm nay chúng ta sẽ tập những cái bài chiến thuật. Duy Mạnh hôm nay là có một chiếc giày mới. Hôm trước mình quan sát là Duy Mạnh cũng đã mang một chiếc giày mới ở trong quá trình tập luyện tại Saja. Bây giờ thì Duy Mạnh tiếp tục có một đôi giày mới khác nữa của Adidas. Chiếc áo của Duy Mạnh mặc các bạn chắc chắn vẫn biết của ai đúng không ạ? Hơi cọc một chút. Rồi. Cũng thông tin cho các bạn thêm về tình hình thời tiết tại Oman. Với các cầu thủ thì ở Oman lúc này thì nó khá tương đồng với thời tiết tại Việt Nam. Chính vì thế mà họ đang cảm thấy khá dễ chịu. Ngoài ra thì về mặt đồ ăn thức uống thì các cầu thủ cũng không gặp vấn đề gì quá lớn cả. Chúng ta đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng về những cái này rồi, cho nên là các bạn không cần phải quá lo lắng. Có một số bạn cũng rất là lo lắng về tình hình ăn uống của các cầu thủ, vì khi đến những cái đất nước Trung Đông như này thì chúng ta gặp khó khăn trong việc ăn uống. Nhưng mà những khách sạn hàng đầu thì thường thường họ sẽ nấu cả món Á, món Âu. Đấy, thì rất đầy đủ những cái sự lựa chọn. Và thường thường các cầu thủ sẽ
tự lựa chọn những cái món ăn yêu thích của mình. Mình còn nhớ là trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã từng chia sẻ trong những cái bài post trên Facebook là trước khi đi thi đấu thì vợ và gia đình chuẩn bị cho rất nhiều những cái gia vị, nước chấm đậm phong cách của Việt Nam. Chính vì thế mà chúng ta cũng dễ hiểu khi mà thực ra là trong các bữa ăn thì chỉ cần một cái bát nước mắm thì nhiều khi chúng ta cũng đã thấy đỡ nhớ khẩu vị của Việt Nam rồi, đúng không ạ? Không có mặt của Thanh Bình, không có mặt của Văn Xuân. Chính vì thế mà chúng ta đang thấy là các vị trí còn lại của chúng ta đang có thể nói là hơi mỏng. Trung vệ chúng ta đang chỉ còn hai cầu thủ dự bị, ngoài Duy Mạnh, Tiến Dũng hay Quế Hợp Hải ở những cái vị trí chính thức thì trung vệ chúng ta chỉ còn là Bùi Hoàng Việt Anh và Thành Trung mà thôi. Tấn Tài cũng có thể di chuyển vào bên trong để thi đấu trung vệ. Tuy nhiên Tấn Tài thì mạnh hơn ở vị trí hậu vệ cánh phải. Bạn thấy là Tấn Tài vào sân ở vị trí hậu vệ cánh phải và đã có những pha băng lên, phối hợp và sau đó dứt điểm rất hay, tạo ra bàn thắng. Bên cạnh đó thì Văn Xuân khi đã không góp mặt ở đội hình này nữa rồi thì chúng ta sẽ chỉ còn một vài những hậu vệ cánh. Hồng Duy, Văn Thanh thì mình nghĩ rằng vẫn sẽ thi đấu chính thức mà thôi. Tuy nhiên là để dự bị cho hai cầu thủ này ở vị trí, đặc biệt là vị trí hậu vệ cánh trái, thì mình đang thấy là có Đức Huy, một cầu thủ chơi đa năng, có thể trá vị trí này được. Còn lại thì mình chưa thấy một cái gương mặt nào. Văn Thanh cũng có thể chơi sang trái. Và câu hỏi còn lại sẽ là vậy vị trí hậu vệ cánh phải sẽ là Văn Thanh hay Tấn Tài đây? Chúng ta không có quá nhiều sự lựa chọn. Tiền vệ của chúng ta lúc này đang khá là đông đủ. Thật là tiếc khi không có sự góp mặt của cầu thủ mình nghĩ rằng tiền vệ thuộc dạng hay bậc nhất đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, đó là Đỗ Hùng Dũng. Khi mà Hùng Dũng vẫn chưa bình phục chấn thương, phải đến năm sau, năm 2022, khi mà chúng ta đã trải qua rất nhiều những trận đấu tại vòng loại rồi thì chúng ta mới có thể có cơ hội đón chào sự trở lại của Hùng Dũng. Những sự băn khoăn rất đáng tiếc. Với mình thì nếu đầy đủ Đoàn Văn Hậu hay là Hùng Dũng thì mình nghĩ rằng là đội tuyển của chúng ta sẽ mạnh hơn rất là nhiều, chỉ là có Trọng Hoàng nữa. Sự mất mát rất đáng tiếc. Thậm chí là trong những trận đấu đầu tiên của vòng loại này thì chúng ta không có Công Phượng. Đội hình thiếu hụt quá nhiều lực lượng. Mình cũng tiếc chứ có sự gọi là góp mặt của Đình Trọng nữa. Đình Trọng là một cầu thủ mình đánh giá rất hay, nhưng mà đang gặp chấn thương và dai dẳng, chưa thực sự có được 100% phong độ. Hy vọng là Đình Trọng sớm trở lại phong độ đỉnh cao của mình. Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng ở video này rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có clip mới trên kênh Tết Trần TV. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Sau cái trận thua trước Trung Quốc thì không biết là huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những cái chia sẻ gì với Hà Nội? Thật ra sau trận thua thì thật ra cả đội cũng rất là tiếc nuối và buồn. Thì thầy Park cũng chia sẻ thì động viên cho các anh em tâm lý thoải mái nhất, và còn những trận phía trước thì cứ đặt quyết tâm cao vào từng trận để kiếm những thành tích tốt nhất. Với thất bại trong cái trận đấu với Trung Quốc thì cái cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam gần như đã hết. Thì không biết là những cái trận đấu tiếp theo thì những mục tiêu của đội tuyển Việt Nam sẽ là gì? Thật ra là những cái mục tiêu đó thì đặt ra từ đầu, và những cái cơ hội như vậy thì em toàn đội cũng chưa nghĩ đến, và toàn đội chỉ nghĩ đến là những vào trong vòng này thì cố gắng từng trận để kiếm những cái kết quả tốt, để từng trận mình có điểm. Bởi vì vào trong đây tất cả các đội đều mạnh, và cứ đặt ra từng trận để có điểm là tốt. Cách đây 18 năm thì đội chúng ta, đội tuyển Việt Nam cũng được thời điểm U21 đã tham gia vòng loại châu Á và có chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Văn Quyến sau đường truyền của Tuấn Phong. Và 18 năm trước cũng tại sân Sultan Qaboos, đấy là trận đấu mà Tuấn Hải đã có xem bàn thắng đấy của Văn Quyến thời điểm đó không? Đấy, và chúng ta có khán giả nói rằng là đây là một sân có thể sẽ mang lại may mắn chúng ta trong trận đấu này với tuyển Oman, thì Tuấn Tài nghĩ sao? Thật ra thì tới khoảng thời gian đó là hồi đó thời của các anh rất là lâu rồi, nhưng mà đó là một cái trận đấu rất là tốt và
đã giành chiến thắng. Thì em cùng toàn đội cũng hy vọng là bây giờ quay trở lại trận đấu trên sân này thì toàn đội cũng cố gắng để giành trọn cái niềm vui. Như đối với Tuấn Tài thì em có muốn gửi gắm những cái lời như thế nào đối với các fan hâm mộ của Việt Nam? Chúng ta những ngày vừa qua thì cái tâm trạng gọi là hơi buồn bã vẫn đang bao trùm đấy, thì đối với em muốn gửi một cái lời nào từ trái tim mình tới các cổ động viên của Việt Nam chúng ta không, trước khi trận đấu này diễn ra? Thật ra trải qua từng trận đấu thì toàn đội đều cố gắng hết tất cả sức mạnh và sức lực của toàn đội để muốn được có những cái thành quả tốt nhất, nhưng mà cũng mong là mọi người ở nhà cũng như mọi fan mình thì đội tuyển thì phải luôn động viên và có cái tinh thần tốt nhất để ủng hộ đội tuyển. Mặc dù mọi người biết là vào trong này rất là khó khăn, nhưng mà luôn ủng hộ tụi em để tụi em có những cái tinh thần cao nhất và để cố gắng từng trận có điểm dành cho người hâm mộ. Một câu hỏi đối với Tuấn Tài là người đã ghi bàn ở trong cái trận đấu trước với đội tuyển Trung Quốc và một bàn thắng rất là đẹp, vậy thì em nghĩ rằng cái cơ hội đá chính của mình trong trận đấu ngày hôm nay là bao nhiêu? Thực ra đối với em bàn thắng đó cũng rất là vui và ý nghĩa cho em và cũng dành cho đội tuyển, nhưng mà cái cơ hội dành cho em hoặc là các anh em thì em nghĩ đó là cái quyền quyết định của huấn luyện viên, cho nên em chưa. Tài đánh giá thế nào về cái thời tiết và cái đồ ăn ở tại đây? Và hôm qua thì anh quan sát có thể thấy là ở đây có gần như là có khá nhiều côn trùng và muỗi, thì Tài có gặp tình trạng đó không? Thật ra ở đây thì cái thời tiết đó, em thấy thì thời tiết cũng có đoạn và cũng khá giống ở Việt Nam mình, nhờ có gió và em thấy nó cũng rất là hợp ổn. Còn về vấn đề thức ăn thì em nghĩ là cũng ok rồi. Tuyển hỏi trên với anh em trong đội chúng ta có một chuỗi ngày tập ở đây rất là ngắn, thì anh em đã nói gì với nhau để động viên nhau quên đi cái thất bại trước Trung Quốc và chiến đấu trong trận đấu với Oman? Dạ, thì cũng như nãy em vừa chia sẻ xong thì cũng không phải gì, là cả đội anh em cùng nói chuyện với nhau, bàn luận với nhau thì mọi khó khăn đều đến với tụi em trong cái vòng cuối cùng này. Tất cả các đội đều mạnh thì anh em đều chỉ động viên nhau là thoải mái nhất và cái tâm lý vững chắc nhất và tự tin nhất để tiếp tục những trận đấu tới cho có cái một cái gì đó là tốt. Cảm ơn em trở lại tập. Cảm ơn em nhé.